Hôm nay anh em mình sẽ làm món gắn mối ốp sa tế nướng nha cả nhà. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ tới công đoạn ớt nha cả nhà. Thay là sa tế, tôm, cay nha. Nửa hũ nha cả nhà. Với một ít mì chín. Miếng muối nữa nha cả nhà. Trộn đều lên và mình để chừng 15-20 phút gì đó cho nó thấm rồi mình nướng nha cả nhà. Rồi mình để chừng 15-20 phút rồi mình xíu nữa mình nướng. 15 phút sau. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục công đoạn nướng nha cả nhà. Thank you.
Rồi, bây giờ là cũng đã chín rồi cả nhà. Đây, tiếp tục mình thưởng thức một con nè cả nhà. Ốp cũng vừa ăn, không cần phải chấm cả nhà. Quá ngọt cả nhà, ngọt quá. Rồi, chào tất cả các bạn ha. Nãy giờ thì em của mình là món gắn mối ướp sa tế nướng nha các bạn. Hiện tại thì cái món này cũng đã chín rồi. Đó giờ thì mình cũng chưa ăn cái gắn mối nướng này lần nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử để chia sẻ cùng các bạn ha. Do em của mình nó ướp cũng vị vừa ăn rồi nên mình không cần phải chấm gì hết ha. Ngọt, nó không có hôi gì trơn mà chủ yếu là cái mùi thơm của sa tế là nhiều hơn nha các bạn. Cái xương nó hơi mềm mềm, mình nhai một cái ha, nó giòn giòn, nó ngon. Các bạn có điều kiện làm thử ăn nha các bạn. Ngon. Mà như nước ướp này là bới chén cơm ăn ngon hơn nữa. Ăn được, không có hôi tâm gì hết đó. Nói chung mình thưởng thức một con thôi nha các bạn. Nhà mình cũng còn được vài ba anh em mình chia sẻ tiếp ha. Giờ thì mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.